Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Những công chúa, những hoàng tử của Đức Chúa Trời, chúng ta được mua bởi huyết của Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa do thời tiết là mưa rất là nhiều từ chiều hôm qua và hôm nay. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa cho con cái của Chúa vì có yêu Chúa. Và chúng ta cùng hiệp một về đây để ngợi khen và thờ phượng Ngài. Amen. Và trước khi ta nghe lời của Chúa thì chúng ta cầu nguyện. Bởi vì Kinh Thánh Chúa nói những ngày sau cuối này, mà Kinh Thánh dùng cái từ là những ngày sau rô, ma quỷ giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Ngày hôm qua thì Olympic tổ chức tại thành phố tại nước Pháp Paris đã khai mạc, nhưng đã làm dậy lên một cái điều rất là kinh tởm. Đó là ban tổ chức Olympic Paris đã dùng một hình ảnh không thể chấp nhận được trong thế giới Cơ Đốc giáo. Đó là họ dùng hình ảnh, họ đạo diễn cái bức tranh mà danh họa Picasso đã vẽ, đó là bữa tiệc ly. Và Chúa Giêsu cùng 12 môn đệ của mình, chúng ta nhớ cái hình ảnh đó không ạ? Và người ta nhạo báng bằng cách cái chỗ mà Chúa Giêsu ngồi đó, thì người ta đưa một cái người phụ nữ mập kinh khủng và ăn mặc rất là lõa lồ, và người ta để một cái vương miện, và người đó ngồi, người mập đó ngồi lõa lồ, mặc rất là lõa lồ, và bên cạnh những người đó là những người đàn ông không ra đàn ông, đàn bà cũng không ra đàn bà. Và nếu anh chị em nào chúng ta theo dõi cái chương trình khai mạc đó, hãy cầu nguyện cho nước Pháp. Và tôi có đăng lên một cái comment, đó là họ cố tình họ làm, chứ không phải là họ không biết. Và Đức Chúa Trời của chúng ta đang thờ phượng, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo cái gì, gặt cái này. Nên tôi đã cầu nguyện từ chuyện qua cho nước Pháp, cho ban tổ chức. Bởi vì chúng ta biết rằng, đối với chúng ta biết có một thế giới được gọi là thế giới linh thiện, phải không ạ? Hay là thánh linh, phải không ạ? Và có một cái thế giới mà chúng ta thường thường đừng bao giờ làm một con cái Chúa mà không biết thế giới này. Đó là thế giới ngầm. Là thế giới mà được điều khiển bởi Satan và ma quỷ. Nó luôn dùng mọi cách để chống lại công việc của Chúa, chống lại những điều gì Kinh Thánh nói. Và trong ngày sau rốt này, Chúa cho phép những điều đó xảy ra để, và Chúa nhắc nhở tôi từ hôm qua khi tôi biết được câu chuyện đó. Thì Chúa nói gì? Cả thế giới sẽ say rượu bởi một người đàn bà có tên là Đại Dâm Phụ, phải không ạ? Và người phụ nữ mà ngồi cái chỗ Chúa ngồi đó là một con Đại Dâm Phụ, hình ảnh của một con Đại Dâm Phụ ăn mặc hở hang, hở hết, mập. Chưa từng thấy ai trong lịch sử là người mập như vậy. Và họ để ngồi cái vị trí cho đó, và những người ngồi bên hữu bên tả Chúa, nam không ra nam, đàn ông không ra đàn ông, nữ không ra nữ. Anh em hiểu tôi muốn nói điều gì không? Đó là thế giới đồng tính đó anh em. Nó kinh khủng, quá kinh khiếp. Và nhiều, trước khi chuyện này xảy ra, có một mục sư đã từng nói tiên tri việc cựu tổng thống Trump bị ám sát và sượt lỗ tai đó. Thì mục sư sống tại Mỹ, ông đã nói tiên tri về điều đó, và nó đã xảy ra. Và trước khi khai mạc của Olympic tại Paris, thì tổ tới của Chúa cũng đã nói lời tiên tri cho Paris, đó là sẽ bung những ngọn lửa, và những ngọn lửa đó nó là cơn thịnh nộ của Chúa Trời dành cho nước Pháp. Tôi đang nói về thế giới tâm linh. Cho nên em, chúng ta đang sống với những ngày sau cùng. Đừng sống mà quên rằng chúng ta còn có một nước thiên đàng. Amen. Amen. Tôi cảm nhận rằng ngày của Chúa gần lắm rồi. Và đừng theo Chúa chỉ vì lợi lộc, chỉ vì sự chữa lành trên đất này, hay sự giải cứu nào đó trên đất này, mà chúng ta quên mất đó là chúng ta cần phải sống thánh thiện, kính sợ Chúa, để ngày đến khi tiếng kèn thứ nhất thổi lên, chúng ta được cất lên trên đám mây mà gặp Chúa. Amen. Đừng bị để lại anh em. Sự khủng khiếp nhất đó
đó là những người đi nhà thờ, Chủ nhật nào cũng có mặt trong nhà thờ, nhưng ngay tại lâm, người đó bị quăng vào địa ngục. Người đó không có đủ tư cách để bước vào trong vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Trên vài lời để nhắc nhở anh em biết rằng thời kỳ chúng đang sống là thời kỳ của những ngày sau rốt và những ngày sau rốt. Hãy cẩn thận giữ đức tin của chính mình, hãy cẩn thận giữ tấm lòng của chính mình, hãy cẩn thận xây đắp đời sống đức tin, xây đắp đời sống kính sợ Chúa, xây đắp đời sống tìm kiếm Chúa và giữ mình trong sự thánh khiết để chúng ta được bước vào vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chị amen. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau dở thư tín phía thứ nhất, đoạn 1 câu 3 đến câu 9. Phía thứ nhất đoạn 3, xin lỗi, đoạn 1 câu 3 đến câu 9. Tôi xin đọc và xin trân trọng kính mời Hội Thánh cùng những người đang theo dõi chương trình nhóm online của Hội Thánh Chúa tại đây cùng lắng nghe. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra người khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Xin mời Hội Thánh đọc dùm tôi câu số 9 hai lần, chúng ta bắt đầu. Nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Hỡi Chúa Thánh Linh, Ngài là thần lại thần. Ngài đã và đang vận hành trên khắp thế giới này, từ những buổi đầu sáng thế cho đến tận ngày hôm nay và giờ phút này đây. Khi lời của Đức Chúa Trời được công bố ra, con tin ngay lúc đó Thánh Linh là thần lại thần đã, đang và tiếp tục còn vận hành. Xin bày tỏ chức vụ của Ngài giữa vòng chúng con, đó là mở tâm trí chúng con, mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con, để ai nấy trong chúng con nghe lời của Chúa sám nay và chúng con thực sự nghiêm túc để chú ý về đức tin của chúng con. Đừng để chúng con đi với Chúa mà chúng con quên mất và chăm sóc cho đức tin của chúng con. Và nếu không cẩn thận, đến một lúc đức tin của chúng con dường như không có cánh mà đã bay đi. Lạy Chúa, xin khơi dậy lòng của chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa làm cho chúng con hiểu lời của Chúa hôm nay. Xin dùng con, hỡi Chúa Thánh Linh. Xin đi cùng con, kiểm soát con, đầy dạy trong con, dạy con những lời phải nói về đức tin. Con tạ ơn Chúa, con dâng Hội Thánh của Chúa trong tay yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúng con hy vọng và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh chúng ta đồng an toàn. Với phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc xong, thì Chúa cho tôi một cái chủ đề để cùng Hội Thánh Chúa học hôm nay. Đó là đức tin cần phải có sự thử thách. Tôi xin lặp lại. Đức tin cần phải có sự thử thách. Bao nhiêu người ý thức tầm quan trọng của đức tin? Chúng ta được cứu bởi đức tin. Amen. Không ai được cứu bởi việc đi nhà thờ. Không ai được cứu bởi việc hát thánh ca. Không ai được cứu bởi việc chúng ta cầm kinh thánh. Không ai được cứu bởi việc chúng ta theo đạo tin lành. Nhưng Kinh Thánh Chúa Giêsu nói, hầu thể ai tin con ấy. Chứ Kinh Thánh không nói là hầu thể ai ca ngợi con ấy. Kinh Thánh không có nói là hầu thể ai biết con ấy.
Kinh Thánh cũng chẳng nói là hầu cho hễ ai theo đạo tin lành. Không, Kinh Thánh nói rằng là chính Chúa Giêsu nói hầu cho hễ ai tin con ấy thì được sự sống đời đời, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có bao nhiêu người ý thức rằng đức tin quan trọng của chúng ta như thế nào không? Được cứu bởi đức tin, được chữa lành bởi đức tin, được biến đổi bởi đức tin. Trời nghe chưa? Amen. Trở thành con người mới cũng bởi đức tin. Trở thành một con người đắc thắng tội lỗi cũng bởi đức tin. Hallelujah. Khi tôi đối diện với sự cám dỗ, lòng dặn lòng rằng mình là con của Đức Chúa Trời. Khi một con người đối diện với sự cám dỗ hay đối diện với thử thách, họ ngã tại chỗ đó bởi vì họ không biết mình thuộc về ai. Cho tôi nghe chị amen. Họ cứ nghĩ rằng mình thuộc về thế giới này, mình phải vui hưởng. Vui hưởng với tiền bạc, vui hưởng với cảm giác, vui hưởng với cảm xúc, vui hưởng với nhục dục. Họ không còn đức tin tin rằng họ là con của Đức Chúa Trời. Khi ta nổi giận, nếu ta biết rằng mình là con của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không bao giờ nói những cái lời vô đạo đức. Amen. Khi ta ngồi ăn, nếu mình biết rằng mình là con của Đức Chúa Trời, mình có tư cách của một người ăn uống. Amen. Đừng để người ta nhìn cái nước ăn của mình và người ta nói rằng mình là kẻ láo ăn. Ngồi vô bàn ăn, biết ai là một người theo Chúa thật và biết ai là người theo Chúa giả. Hỡi Thánh Chúa, bao nhiêu người ý thức rằng đức tin nó trở nên quan trọng trong ngày sau rốt này. Tôi có nói một lời tiên tri, trước ngày Chúa trở lại sẽ có cơn phục hưng về lãnh vực đức tin. Có bao nhiêu người biết rằng Hội Thánh Chúa tại Việt Nam này, chúng ta nghĩ là bây giờ không còn sự bắt bớ nữa, nhưng bao nhiêu người tin rằng Chúa sẽ đem sự bắt bớ trở lại để tỉnh thức cơ đốc nhân tại Việt Nam không? Bao nhiêu người tin điều này? Anh em, có rất nhiều người đến nhà thờ ngày nay không còn thấy sự khó khăn nữa, không còn thấy sự ngăn trở nữa, và họ cảm thấy dường như là quá dễ đi theo Chúa. Amen. Nhưng đối với tôi, anh em, tin Chúa thì dễ. Tin Chúa là gì? Lập ra lời cầu nguyện của một mục sư hay người hướng dẫn mình, nó dễ lắm. Nhưng việc đi theo Chúa là chuyện không dễ chút nào. Amen. Amen. Đối với thế gian, họ không bao giờ Chúa bảo họ vác thập tự giá cả. Nhưng đối với con cái theo Chúa, Giê-xu thật lòng, thì Chúa bảo rằng mỗi ngày phải vác thập tự giá mà theo Ngài. Tôi thấy ngày này có nhiều người ý thức làm con cái hay là theo đạo tin lành nó dễ. Đúng, theo đạo nó dễ lắm anh em. Theo đạo nó dễ lắm, nhưng mà theo Chúa thì thật là khó em ơi. Có rất nhiều người theo đạo, ví dụ trong Hội Thánh của Chúa ở đây, có rất nhiều anh em cũng đang ở đây và cũng đã lập theo lời cầu nguyện của những người hướng dẫn, nhưng mà đời sống của họ không một chút được biến đổi. Thế là người đó không phải là theo Chúa Giê-xu, mà người đó đang theo đạo tin lành em ơi. Theo Chúa Giê-xu khác, theo đạo tin lành khác anh em. Chúa không muốn chúng ta thay đổi tôn giáo, nhưng mà Chúa muốn chúng ta thay đổi đức tin của chúng ta. Amen. Có nhiều người bỏ đạo này tin đạo kia, nhưng đời sống họ vẫn như vậy, không có một chút gì thay đổi cả. Tại sao? Bởi vì họ thay đạo nhưng họ không thay đời. Amen. Họ thay đạo nhưng mà đức tin của họ không thật sự tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu yêu dấu của chúng ta. Vì cái đó mà chúng ta phải ý thức, có bao giờ mỗi ngày chúng ta xem thử mình có đức tin không? Bao nhiêu người biết rằng mỗi ngày chúng ta sống bởi đức tin nào? Anh em, hay là chúng ta cứ nghĩ khi gặp hoạn nạn chúng ta mới cần đức tin? Nhưng đối với tôi, đức tin nơi Chúa tôi cần mỗi ngày.
Dù tôi không gặp nan đề, nhưng tôi phải có đức tin để bày tỏ rằng mình là người theo Chúa Giêsu. Tất cả chị amen. Dù tôi không bị bệnh tật, dù tôi đã tin Chúa Giêsu, tôi được biến đổi, tôi đã và đang hầu việc Đức Chúa Trời. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không cần đức tin nữa, nhưng mà mỗi ngày tôi phải sống để bày đức tin, bày tỏ đức tin của con Đức Chúa Trời trong nhà của tôi, trong chức vụ của tôi. Khi tôi đi ra tiếp cận với cộng đồng, tôi bày tỏ cho họ biết rằng tôi là con của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Anh em, có bao nhiêu người ở đây thật sự ý thức rằng đức tin không thể thiếu trong đời sống theo Chúa của chúng ta? Tôi biết rằng một ngày kia các môn đồ là những người đi theo Chúa sát đất Ngài, và mắt của họ thấy Chúa Giêsu làm phép lạ nhiều lắm. Mắt của họ thấy Chúa Giêsu mở mắt người đôi, mắt của họ nhìn thấy Chúa Giêsu làm cho người câm nói được, biết nghe được, và mắt của họ thấy Chúa Giêsu khiến những con người từ cái chết sống lại. Amen. Những ta tin không, trong phóng Luca chắc rằng họ đến là gặp Chúa Giêsu. Trước khi Chúa Giêsu bước vào sự thương khó đó, họ gặp Chúa Giêsu nói gì ạ? Thầy ơi thầy, chúng tôi thiếu đức tin. Chúng tôi thiếu đức tin. Quyển lời này tỉnh thức hết thảy một chúng ta hôm nay. Chúng ta đang thiếu cái gì? Chúng ta đang thiếu cái gì? Anh em, chúng ta có giống như các môn đồ không? Chúng ta có nhìn thấy Chúa làm phép lạ rất nhiều. Amen. Chúng ta cũng giống như các sứ đồ nhìn thấy ơn lành của Chúa rất nhiều. Nhìn thấy Chúa đụng chạm con người này, nhìn Chúa thay đổi con người kia. Nhưng chúng ta vẫn là một con người cũ, và nó tệ hơn trước khi ta đi theo Chúa nữa. Và có bao giờ chúng ta giật mình và chúng ta thấy rằng, ồ, tại là mình cũng giống như các sứ đồ, các môn đồ đã theo Chúa Giêsu. Đó là mình thiếu đức tin. Nó thiếu là còn lịch sử đó anh em. Có nhiều người không có một chút xíu đức tin nào luôn. Có đúng như vậy không? Có đúng như vậy không? Tôi nói lại một lần nữa rằng nó thiếu, nó còn lịch sử. Chứ có nhiều người không có một chút xíu của đức tin nào luôn. Họ vẫn sống, nhưng mà nếu ta sống với họ thì chúng ta thấy không có gì thay đổi. Họ vẫn là vậy, không có gì thay đổi. Bây giờ ta nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy gì ở đây? Phi-e-rơ là nói về con người. Ông là một trong 12 sứ đồ. Cho tôi nghe chữ amen. Và bao nhiêu người amen rằng Phi-e-rơ đã từng đánh mất đức tin của mình. Anh em để ý điều này. Và bây giờ Chúa dùng một con người đã từng đánh mất đức tin. Chúa dùng một con người đã từng thiếu thốn với đức tin. Chúa dùng một con người chẳng hề có đức tin. Và câu chuyện mà sống động nhất, ai chúng ta đọc phúc âm rồi ta biết. Trong thời điểm rạng sáng, tất cả các môn đồ trong đó có Phi-e-rơ thấy một cái bóng người đi trên mặt nước. Ấy này, có phải không? Và tôi tin rằng Chúa không bao giờ mặc đồ đen. Không ạ? À, Chúa không có mặc đồ đen, mà Chúa mặc nguyên bộ đồ trắng. Và chúng ta tưởng tượng canh ba, khi tất cả mọi cảnh vật yên tĩnh, ở đó chỉ có sóng biển vỗ rì rào nhẹ nhẹ thôi. Các môn đồ giật mình, ố, sao thấy một cái bóng trắng đi? Mà đi đâu? Không phải chèo thuyền đến, không phải đi xe mô tô của nghĩa nhà mình chạy đến với 12 sứ đồ, không phải đi xe BMW, không phải đi xe mô tô Triumph, không phải đi xe mô tô của thầy Hiển ở ngoài Quảng Nam, nhưng mà Chúa Giêsu đi bộ trên mặt nước. Amen. Kinh khiếp quá. Và tất cả đều ngỡ Chúa Giêsu là ma. Anh em phải bắt kịp được bối cảnh này nha.
bắt đầu hoảng sợ. Họ bắt đầu hoảng sợ. Anh em có biết tại sao họ hoảng sợ không vậy? Bởi vì họ không có đức tin. Khi một con cái của Chúa biết ngay chúng ta không có đức tin, đó là khi chúng ta nghe bác sĩ nói bệnh này chết, bệnh này là nan y, bệnh này là xong rồi. Anh em, bác sĩ thì nói như vậy, còn Chúa Giêsu thì nói với chúng ta trong cái thánh gì? Bệnh này không đến nỗi chết. Bây giờ chúng ta tin ai đây? Khoan là nói với tôi nha, là tin Chúa Giêsu bày tỏ giờ này nó dễ lắm anh em. Bởi trong chúng ta không có ai bị bệnh nan y giờ này cả anh em. Những người bị bệnh nan y không có mặt ở đây vì họ không đến được. Amen. Anh em, chúng ta dễ dàng nói bởi vì chúng ta đang mạnh. Nhưng ta ở trong hoàn cảnh đó, chúng ta mới biết rằng chúng ta có đức tin hay không có đức tin. Khi một người gặp thiếu thốn về tài chính, nợ nần, chúng ta biết ngay chúng ta có đức tin hay không có đức tin. Bởi vì dấu hiệu của một người không có đức tin đó, đầu tiên đó là sợ hãi. Cho tôi nghe chạm nè, các môn đồ bắt đầu sợ hãi, nó là ô ma ma. Và trong lúc đó Chúa nói gì? Đừng sợ, ấy là ta đây, đừng sợ. Amen. Chúa vẫn đi và Chúa nói gì? Ấy là ta đây, đừng sợ. Amen. Chúng ta thấy Phi-rơ làm gì ạ? Phi-rơ tức nói ngay, nếu đó là thầy, xin khiến em đi trên mặt nước mà đến cùng thầy. Anh em, câu này nghe quen quen. Đó là nhiều người học của Chúa ngày hôm nay muốn, nếu phép lạ này đến từ Chúa thì xin dùng con cũng làm phép lạ đó giống thầy. Em ơi, Chúa dùng. Nhưng khi chúng ta mắc phải bệnh tật là chúng ta quên mất thầy của mình quyền năng cỡ nào. Em ơi, và bắt đầu sự sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi tấn công. Và Chúa bắt đầu nói gì? Hãy lại đây. Phi-rơ bước ra khỏi thiền liền. Em ơi, ông không bàn với ai cả. Tôi biết đêm đó ai làm thuyền trưởng, không biết là sứ đồ Tiến làm thuyền trưởng hay là sứ đồ Hòa, vì tối ngày cầm cái cây mà ấy cơm gọi là cái gì nhỉ, cái đũa cơm, à cây đũa cơm ở trung tâm này giống như cái mái chèo vậy đó, cứ chèo nồi cơm tối ngày à. Và Phi-rơ không thèm hỏi thuyền trưởng nào hết, ông nghe cái giọng nói hãy lại đây, ông bước ra khỏi thuyền. Em em, mạnh mẽ không anh em? Nó mạnh mẽ thiệt. Mà bắt đầu ông đi. Ồ, ông đi như sứ đồ Hòa đi vào sắp giày vậy đó. Ông đi, ông đi, ông đi ngon trớn lắm đi. Nhưng Kinh Thánh kỹ thuật rằng trên con đường ông đi trên mặt nước đó, chưa từng ông đi trên mặt nước, chưa từng. Nguyên tắc vật lý đó là một con người bước xuống mặt nước là chìm. Amen. Amen. Hoặc là nổi nếu người đó biết bơi. Còn không ai mà đi trên mặt nước được cả. Amen. Nhưng Phi-rơ đã bước đi trên mặt nước. Nhưng anh em, câu chuyện không kết thúc ở đó. Nếu kết thúc ở chỗ này chẳng có gì để nói. Nhưng trên con đường Phi-rơ đi đến với Chúa, bắt đầu Chúa cho phép sóng nổi lên. Amen. Gió bão đúng. Chiếc thuyền ông thấy bắt đầu sóng lên, sóng lên cao lên thế này. Đi xuống, ông nhìn ông, Chúa ơi, cái chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay chắc anh dậy mình biết mình ở trong thuyền chết chứ rồi. Thà mình cầm cái mái chèo, cái đũa cơm ở trung tâm, còn hơn mình đi truyền giáo. Truyền giáo như giờ này, sóng to gió lớn rồi. Ôi chứ chứ giờ này, mình có cầu nguyện kỹ không ta? Hai mình để thằng Nghĩa xa chê này đi chết, thế mình cho rồi. Tại sao bây giờ mình gặp sóng to, gặp bắt bớ, gặp nguy khổ, gặp những người xe lửa rượt đến mình. Ồ, hai hồi nãy mình nói từ Hoàng con bao xa Hòa này, nó đi nó quen biết mấy người riêng đỡ được. Và Phi-rơ đi như vậy, ông đâu có đi bình yên đâu. Anh ấy biết con đường ta đi với Chúa là con đường phải nói không bao giờ đầy hoa hồng trên đó. Con đường đi với Chúa Giê-xu là con đường hẹp, cho tôi nghe chị amen. Con đường nó không phải như những tôn giáo khác dạy chúng ta. Tu đời này nó dễ lắm anh em.
Tôi chi mà mua Rolls Royce 7 tỷ mua cũng được. Tôi chỉ đeo Rolex 900 triệu 1 tỷ. Nó không còn ý nghĩa của chân tu nữa em ơi. Và Kinh Thánh không dạy chúng ta tu, mà Kinh Thánh dạy chúng ta đi theo Chúa Giê-xu. Amen. Chúa Giê-xu vác thập tự giá, tôi và anh em cũng phải vác thập tự giá. Hallelujah. Chúa Giê-xu được người ta vỗ tay không? Có. Tôi và anh em sẽ có những giây phút mà người ta vỗ tay vì tung hô mình. Ồ, Hòa Hướng Dẫn Thờ Phượng lúc nào cũng tươi cười cả. Nhưng hãy nhớ cuộc đời con không phải vậy đâu. Cuộc đời của con bây giờ chưa đâu, sau ngày cưới rồi sẽ biết. Lúc đó là biết, ô cha, thầy của mình đã nói trước cho mình để mình chuẩn bị tinh thần để bước vào sự huấn luyện của Chúa. Amen. Anh em có nhiều người chỉ muốn nhận tiếng vỗ tay của người khác. Ô, thầy hướng dẫn tốt quá. Nhưng thầy có biết rằng đó chưa phải là kết thúc. Amen. Con đường lao khổ vẫn còn đó. Con đường nguy khốn trong sự hội được Chúa Trời vẫn còn đó. Có nhiều người đã chết vì cớ chỉ nhận tiếng vỗ tay của con người khác. Chúa Giê-xu được đoàn dân tung hô. Chúa Giê-xu được giới dân sinh ngợi khen. Người này giảng không phải giống như người Pha-si và thầy thông giáo đâu, nhưng người giảng này có quyền năng. Amen. Amen. Và có nhiều người đã chết cái chỗ này. Chúa Giê-xu thì không. Khi Chúa muốn bầu họ lên làm vua, xin lỗi, khi họ muốn bầu Chúa đến làm vua, Chúa nói gì? Ta chờ đợi ngày này lâu quá không? Sao các con không làm ta chờ đợi 2 năm qua rồi? Tôi biết bây giờ Chúa bảo Hòa chờ đợi thêm 2 năm nữa đám cưới thì Hòa có chịu nổi không? Chúa chỉ lọ đó. Chúa chơi con à? Chúa lọ quá đó. Con đã chuẩn bị mọi thứ cho tháng 11 này, bây giờ Chúa bảo con 2 năm nữa. Chúa chỉ lò kỳ đó. Anh em, có bao nhiêu người biết rằng con đường ta đi với Chúa trong nhiều phiền rồi. Ông đi trên mặt nước ban đầu chẳng có sóng to gió lớn, ông chẳng thấy cơn bão nào đến cả. Amen. Nhưng đi một lúc bão ập đến, phải không? Mắt ông thấy, wow, cách đây mà có mấy phút đâu có sóng thần đâu, tại sao bây giờ con sống chỉ bằng kinh khủng như thế này? Sợ quá. Và Führer đã hợp chân phải không ạ? Anh em để ý điều này. Tại sao Führer bị tuột chân? Vì ông không còn đức tin nữa. Cho tôi nghe chị amen. Ông nhìn sống, Chúa Giê-xu đang đứng trước mặt ông, bấm gọi là hãy đến đây, vẫn còn đứng đó. Amen. Amen. Vẫn còn đứng đó, vẫn còn đi đến về phía ông. Amen. Nhưng đôi mắt của Führer không còn nhìn thầy của mình nữa, nhưng bắt đầu nhìn vào sống lớn. Lỗ tai của ông nghe tiếng ầm ầm, phải không ạ? Bảo ông hoảng sợ. Anh ấy theo bước ra bởi đức tin, vọng đi trên mặt nước bởi đức tin. Cho tôi nghe chị amen. Và ông sụp chân xuống bởi vì ông mất đức tin. Hỡi anh em, chúng ta tập trung vào điều này. Tại sao bỗng dưng chúng ta đang mạnh mẽ, chúng ta trở nên yếu đuối, mất đức tin? Anh em, tại sao chúng ta đang rất là quyết liệt đi theo Chúa, bỗng dưng chúng ta chối bỏ Chúa? Chúng ta mất đức tin. Và khi Chúa Giê-xu đến, lúc ông sụp chân xuống, ông nói gì? Lại thầy xin cứu con. Ông chìm xuống rồi. Cảm ơn Chúa ông còn, lúc đó ông còn tỉnh em ha. Ông kêu cầu thầy. Chứ lúc ông kêu vợ cứu em là xong đời ông rồi. Bởi vì cứu anh là xong rồi. Vâng ơi, cứu anh là xong rồi. Hồi trà ơi, em cứu anh, nhưng mà em cũng xa chê quá, liệu em cứu anh được không? Thầy Tú gọi, Hương ơi cứu anh, nhưng mà liệu em đậm người của em đi nổi cái mặt nước không? Hay là em chìm nhanh hơn cả anh nữa? Anh em, Chúa Giê-xu nghe tiếng
tiếng kêu cứu và Chúa Giêsu đến thẳng cho ông bị chìm xuống nước đó. Chúa Giêsu đưa tay cầm lấy tay ông và Chúa Giêsu dẫn ông trở lại với đi trên mặt nước. Amen. Và Chúa Giêsu của ông nói gì? Tại sao ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Amen. Amen. Sau khi Chúa Giêsu cứu vớt Phêrô, Chúa Giêsu không yên lặng đâu. Chúa Giêsu của đức Phêrô đó, tại sao ngươi đang đi và ngươi sụp chân xuống? Bởi vì ngươi mất đức tin. Tại sao ngươi đang đi? Ngươi không có chút xíu nào sợ hãi cả. Nhưng sau đó sóng đến, gió đến, ngươi lại sợ hãi. Chúa muốn cho biết rằng nguyên do đó là ông đánh mất đức tin. Sáng nay tôi kêu gọi Hội Thánh ở phần này. Khi ta nghe một con người bị vấp ngã, khi ta nghe một chức vụ bị vấp ngã, hoặc là ta nhìn thấy đời sống của mình không thay đổi, anh em hãy nghiêm túc xem lại đức tin của mình ngay giờ này. Đó là mình đức tin còn hiện hữu trong chúng ta không? Hay đức tin chỉ là cái lời nói suông trên đầu môi chốt lưỡi này? Đức tin còn vận hành trong tôi và anh em không? Amen. Amen. Anh em có tin không? Nếu Phi-rơ còn đức tin, dù sóng cỡ nào, ông vẫn bước đi trên ngọn sóng đó. Amen. Thật là nghe chị. Amen. Và ông nhìn Chúa Giêsu qua những ngọn sóng đó mà ông không một chút sợ hãi, cho tôi nghe chị. Amen. Nhưng khi ông mất đức tin, ông không nhìn Chúa Giêsu nữa, bắt đầu nhìn hoàn cảnh, ông nhìn cảnh vật của mình đang đối diện. Gần đây có nhiều người nhìn vào bệnh tật của chính mình và bắt đầu nói gì? Chết. Có phải không? Chết, chết rồi, chết rồi, xong đời tôi rồi. Nhưng Chúa chẳng bao giờ dạy chúng ta nói điều đó cả. Ngươi sẽ chẳng chết đâu. Amen. Hallelujah. Anh em, tôi đi qua nhiều cái lúc Chúa thử luyện đức tin của tôi. Nhưng cái điều tôi chia sẻ cho anh em này, tại sao Chúa cho phép sóng to gió lớn nổi lên đến cuộc đời của Phêrô khi ông đi trên mặt nước mà đến cùng Ngài? Chúa cho để Chúa thử nghiệm ông, cho tôi nghe chị. Amen. Chúng ta quay trở lại Phêrô nhất đoạn 1. Tôi muốn đọc những câu kinh này, anh em sẽ thấy có nhiều người chỉ vui mừng thôi, vui hưởng những điều này thôi. Đó là gì? Có những người nói gì? Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu chúng ta. Ồ, có những người thích nói lời đó. Rồi điều đó đúng, nhưng điều đó chưa phải là quan trọng nhất. Amen. Rồi có những người nói gì? Ngài lấy làm thương xót cả thể, khiến chúng ta được lại sinh là tái sinh đó, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong cái chết mà có sự trông cậy hay là hy vọng sống. Amen. Có những người mạnh mẽ lắm em. Bao nhiêu người ở đây từng thấy có những anh em nói nghe mạnh mẽ lắm, đúng không? Bao nhiêu người đã từng nghe những con người mạnh mẽ nói và sau đó chúng ta thấy họ ngã cái bùm, đúng không? Có không? Bao nhiêu người chúng ta thấy họ đã từng đứng đây làm chứng, wow, ai nghe cũng wow, ai làm chứng, tôi nói thiệt. Nhưng mà chúng ta thấy không, chìm nghiễm và liễm luôn. Tại sao ngày hôm nay người đó không nổi, không được Chúa vớt lên? Vì con người đó không cần Chúa. Anh em, chúng ta nhìn vào Phêrô đi. Chính ông là người viết những lời này. Amen. Amen. Ông nhanh miệng lắm anh em. Sao nhớ Ma-thi-ơ đoạn 16 không? Khi Chúa đi với đoàn truyền giáo đến Caesarea, Ngài dừng chân ở đó. Caesarea Philip. Ngài dừng chân ở đó và Ngài nói gì? Khi các ngươi đi ra, các ngươi nghe người ta nói ta là ai, nói thầy là ai. Wow, mọi người đi, dạ em thầy. Hòa nói gì? Em thầy. Ô, có nhiều người nói thầy là Eli, chết cho mà sống lại. Sao chơi tiếng chơi lên, à, sao chơi nghĩ giơ tay lên, em thầy. Em chấp thầy thì ưu tiên các anh trước đi thầy. Chúa xuống nó nói đi, nói đi nghĩa. Ô, có nhiều người nói là thầy là Giang Báp Tích bị cắt đầu rồi nhưng mà sống lại. Có nhiều người nói là Chúa Giêsu là đấng tiên tri này, đấng tiên tri kia. Amen. Và Chúa Giêsu yên lặng. Lúc Chúa Giêsu nói gì? Đó là những điều các người nghe người ta nói ta là ai. Nhưng bây giờ các con nói thầy là ai? Phêrô nhanh miệng không?
Ồ, nói gì? Thầy em thầy nè, em giỏi nhất trong 12 sứ đồ. Jesus nói đi Phêrô, nó thầy là đấng Christ, wow, đấng Messiah, con của Đức Chúa Trời hằng sống, amen, amen. Bao nhiêu người tin rằng Chúa Jesus kinh ngạc về sự trả lời này, bởi vì dân Do Thái lúc bấy giờ không ai thừa nhận Chúa Jesus là đấng Christ cả, amen. Họ vẫn trông đợi một đấng được sức dầu khác đến, họ trông đợi một đấng quyền năng đến để giải cứu họ ra khỏi nhà nô lệ của đế quốc La Mã. Họ không bao giờ nhìn nhận Chúa Jesus cho đến tận ngày hôm nay luôn. Dân Do Thái vẫn cứng lòng, họ phủ nhận Chúa Jesus Christ là đấng Messiah. Họ chỉ cho Chúa Jesus một tiên tri trước Mahomet mà thôi. Em thấy khủng hoảng không? Có điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Chúa Jesus nghe lời xong, Chúa Jesus khen Phêrô: không phải thịt và huyết cũng là về xác thịt của ngươi mà ngươi biết đâu, nhưng mà Cha ta ở trên trời đã bày tỏ cho ngươi biết, amen, amen. Nhưng mà sau đó mới có mấy phút thôi, Chúa Jesus nói thầy sẽ lên Jerusalem, thầy sẽ bị bắt trong tay các thầy tế lễ, thầy sẽ bị người ta trói thầy lại, thầy sẽ bị đánh, phải không ạ? Thầy sẽ bị tra tấn, thầy sẽ bị giết chết. Phêrô bắt đầu đi đến và giống chúng ta nhiều những anh em mà không kiểm soát được mình, đi nhẹ nhẹ. Phêrô đến nói Chúa, xin lỗi Chúa Giêsu, đến nói Phêrô gì? Phêrô xin lỗi, Phêrô đem Chúa Giêsu riêng ra và nói gì? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Và vừa được khen xong, bị Chúa Giêsu nói một điều rất đau đớn: hỡi quỷ Satan, hãy lui ra đằng sau tài mẹ, vì ngươi chỉ nghĩ đến công việc của con người mà không nghĩ đến công việc của Đức Chúa Trời. Anh em ơi, tôi mạnh mẽ, nhưng tôi biết rằng có thể 5 phút sau tôi yếu đuối, amen. Cho nên tôi luôn luôn tỉnh thức cái điều này. Không bao giờ tôi tự tin chính mình, không bao giờ tôi tin vào con người của Ngô Tấn Sĩ, nhưng tôi tin đấng ở trong tôi, đấng giúp đỡ tôi. Tôi không bao giờ để lòng tin cậy nơi xác thịt này, amen, amen. Tôi không bao giờ dám nói rằng tôi đã hầu việc Chúa 30 mấy năm rồi, cần chi phải cầu nguyện cho bài giảng. Đáng lẽ hôm nay thầy Sơn giảng, tôi đã từ chối với thầy Sơn từ dưới bệnh viện Hồng Bàng. Tôi chỉ muốn lên thăm và ở, rồi ngày mai tôi về với nhà của tôi. Chiều hôm qua thầy Hưng chở tôi đi lên, ngày mai bố có giảng không bố? Nó không. Ngày mai là của ai? Nó là thầy Sơn. Thầy Sơn sẽ giảng ngày mai và nhờ con giảng buổi chiều cho thanh niên. Tôi nói ô, để mấy con phục vụ Chúa đi. Nhưng mà chiều hôm qua tôi lên, tôi thấy thầy Sơn rõ là mày bị chăm sóc ngày đêm của chúng ta mấy ngày ở tại bệnh viện Phạm Ngọc thôi. Và lòng của tôi được đụng bởi lòng thương xót. Và tôi nói với Sơn rằng: Sơn, ngày mai để bố giảng thay cho con. Và anh có biết là bắt đầu từ giờ đó tôi cầu nguyện với Chúa, con sẽ nói cái gì đây, con sẽ chia sẻ cái gì đây, con cần có lời từ Ngài đến với hội thánh của Chúa, amen, amen. Vì sứ điệp này dành cho hội thánh của Chúa nói chung, chứ phải dành cho tại sân, amen, dành cho bất cứ một con cái Chúa nào nghe tôi cầu nguyện, thánh linh của Chúa đụng chạm họ để cho họ biết rằng họ, đức tin của họ đang rơi vào mức độ nào, amen. Nếu giờ này Chúa xuất hiện và Chúa cầm cái nhiệt kế như bác sĩ kẹp vào nách của tôi, chúng ta đó, Ngài kẹp vào nách của cô Vân, sau khoảng 5 phút Ngài lấy ra, theo cô Vân là nóng hay lạnh? Nóng có nghĩa là có đức tin, amen, mà lạnh là không có đức tin, amen. Con nguyện con, amen. Con nhìn mặt một sư này, sao thấy tái quá vậy con? Nên nếu giờ này Chúa kẹp nhiệt kế thuộc linh vào thầy và người anh ta là Hòa, thì có người nắng, con người này nóng hay lạnh? Lạnh, con lạnh lắm, cho nên con cần Chúa cho con mở đường cho con để con có vợ. Con lạnh, con cần ấm lắm Chúa ơi, Chúa biết tâm trạng của con.
Chúa kẹp diệt tế vào cửa thì nóng, đức tin nóng hay đức tin lạnh? Cường nói, Chúa đừng để ông thầy con nói tiên tri, tri thức giờ này hết, nguy hiểm lắm. Chúa đừng để trong nó cái gì cho nó. Anh em, nếu giờ này Chúa cấp nhiệt kế đức tin đến, Chúa kẹp vào mỗi một chúng ta, ai trong ta nói là chúng ta đức tin nóng hay đức tin lạnh? Và thật là buồn, có nhiều người lạnh ngắt, em ơi, vẫn đi nhà thờ mà lạnh ngắt, lạnh ngắt, không có một chút cảm xúc, không có một chút xíu nhận biết về sự thực hữu của Đức Chúa Trời đang ở trong mỗi một chúng ta, em ơi. Hoặc giả chúng ta vẫn thấy những người đồng cảnh ngộ với mình, đồng hoàn cảnh của mình, họ vào hội thánh của Chúa, sao mà họ được biến đổi? Amen. Amen. Nhưng mà chúng ta đã theo Chúa bao lâu nay rồi mà chúng ta không có một chút được đổi mới. Và tất cả đều nói, đều muốn nói cái lời ngợi khen này. Đức Chúa Trời ba ngôi làm một, Ngài cũng muốn nhận từ tôi và anh em lời ngợi khen này. Nhưng đó không phải là kết thúc. Amen. Amen. Và rồi tôi sẽ bóng gì? Sự hy vọng sống là có gì? Không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các chương trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sầu rốt. Anh em thấy không? Ai cũng muốn chúng ta được cứu trong ngày sầu rốt. Khi nãy tôi có đề cập đến sự cứu rỗi gần hiện ra rồi anh em. Anh em đừng đến một ngày mà chúng ta đau đớn lắm. Không biết ai ở đây đã từng coi bộ phim Bị Bỏ Lại rồi. Bộ phim đó cũng chưa lột tả hết sự đau đớn của những người chỉ biết theo tôn giáo mà không có Chúa Giêsu trong cuộc đời của chính mình. Họ không được bước vào thiên đàng. Họ bị khước từ. Hoặc là cuốn sổ sách sự sống không có tên của họ ở đó. Con của họ có thể có tên, nhưng ngược lại mẹ thì không có tên. Và ngược lại mẹ có thể có tên mà con không có tên. Chồng có thể có tên mà vợ không có tên. Chồng có thể không có tên, vợ có tên. Vợ có tên mà chồng không có tên. Em ơi, chúng ta tưởng tượng đi, lúc đó chúng ta sẽ như thế nào? Đâu có phải ta đi về bình thường rồi nấu lẩu đuôi bò ăn đâu. Khi không có tên vào thiên đàng thì có nghĩa là chúng ta có tên vào hỏa ngục. Ở đó chúng ta bị lửa diêm sinh, lưu huỳnh. Bao nhiêu người biết mùi của lưu huỳnh? Bao nhiêu người biết mùi của lưu huỳnh? Nó khai lắm, nó hôi lắm, phải không ạ? Có phải không ạ? Giường chúng ta nằm là sâu, không phải nệm như trung tâm này mà anh em có đâu. Không phải có cái chiếu nằm đâu. Tất cả cái lưng chúng ta nằm đến đó là sâu, mà sâu đó ăn thịt người. Lửa ngay vào đêm, nó phải giết chúng ta chết liền đâu. Chúng ta ở trong bếp ta biết phải không à? Có những lúc nóng quá ta phải chạy lên ngồi gần cái quạt phải không à? Có phải không? Nhưng lửa địa ngục còn kinh khiếp hơn như vậy nữa. Và chúng ta nhìn thấy câu số 5 rồi đến câu số 6. Anh em vui mừng về điều đó. Anh em lưu ý giùm tôi điều này. Nguyên bản Kinh Thánh không có câu 5 câu 6 gì nữa. Nguyên bản là một mạch chữ như vậy đó. Và cái đó nói gì? Anh em vui mừng về điều đó, là từ câu 3 đến câu 6 phần A đó. Anh em vui mừng về điều đó, về những lời ngợi khen. Nhưng anh em biết gì không? Führer nói tiếp câu số 7. Xin lỗi, câu số 6 phần B. Dẫu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lòng. Ai là người đón chào điều này? Anh em từ câu 3 đến câu 6 phần A, anh em vui mừng vì đó, những lời ngợi khen Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, amen. Và nhờ Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được lại sanh, và chúng ta có sự hy vọng sống là cơ nghiệp không suy tàn, không hư đi, không ô uế, để dành trong các tầng trời, chứ không phải để dành trong ngân hàng đâu nha cô hóa. Chứ không phải để dành trong ngân hàng đâu mẹ của Thiên Ân. Không phải để dành trong ngân hàng đâu mẹ của Thiên, mẹ của tên gì của nội, không phải Thiên, à, Vương,
Đúng rồi, vương. Không phải để dành trong ngân hàng đâu như vợ chồng của Huyền. Để dành trong các tầng trời, amen. Không một thằng hacker nào dám chui vào các tầng trời lấy cơ nghiệp của tôi. Thật tôi nghe chứ, amen. Không một kẻ trộm nào dám chui vào các tầng trời để lấy cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho tôi và hội thánh của Chúa. Nhưng anh em ạ, đừng chạy vui mừng vì đó. Phê-rơ biết này, dầu hiện nay anh em buồn bã ít lâu. Tại sao buồn vậy con? Bị thương hết. Nói thật nha, trước ngày ra tòa đó, con có run không? Có. Con có sợ hãi không? Sợ. Con có thấy đó là thử thách không? Có. Phải không? Thực tế. Và chúng tôi âm thầm để cầu nguyện xin Chúa nhân từ với anh em chúng ta là thần. Và cảm ơn Chúa sau khi đi ra tòa về, mặt anh em mình tươi như hoa, hay không? Vì vượt qua được sự thử thách đầy dẫy sự sợ hãi đó. Cho tôi nghe chị amen. Con có vui không? Vui. Con có cảm ơn Chúa không? Hả? Ừ. Con thấy cái sự vui mừng nó đẩy con mạnh mẽ theo Chúa không? Có. Anh em thấy không? Anh em thấy rằng rất nhiều người chỉ vui mừng về điều đó là từ câu 3 hay là câu 1 cho đến câu số 6 phần A đó. Nhưng Phi-rơ không dừng lại ở đó, vì đó không phải là kết thúc. Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách tâm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Anh em có biết rằng con đường chúng ta đi với Chúa là con đường đầy dẫy sự thử thách không? Bao nhiêu người ý thức được điều này? Tôi ý thức được điều này. Thử thách về đủ thứ điều. Tâm bề anh em. Kinh Thánh có nói tâm bề không anh em? Tâm bề. Tâm bề. Kinh tế, tài chính, tiền học hành cho con cái. Amen. Hallelujah. Nhiều kỳ mỗi ngày mỗi lớn thiếu nữ rồi. Tâm bề. Không biết nhiều kỳ có thương mại không? Đổi mưa, đổi gió. Để làm cái gì? Anh em. Tâm bề. Và bao nhiêu người ý thức rằng là một người theo Chúa thật, là người đó đối diện tâm bề thử thách. Có mình tôi giơ tay à? Cảm ơn Chúa. Khi nói về Daniel, ai cũng muốn kinh nghiệm. Ôi, mình ước ao gì mình sống để mình dòm trộm thử. Chúa có khâu miệng của mấy con sư tử nó lại không mà sao? Nó không cắn ông Daniel hè. Sao lọa kinh nữa ta? Mình, con chó còn cán mình. Chứ đừng nói sư tử. Nhưng anh em biết rằng đức Daniel, đức tin của ông bị thử thách không? Thử thách kinh khiếp lắm anh em. Ba bạn của ông cũng bị thử thách kinh khiếp lắm, amen. Đứng trước tường bằng đồng xây rất là to lớn của vua Nebuchadnezzar. Sau tiếng còng, tất cả mọi đầu gối phải quỳ xuống. Hàng ngàn người Israel quỳ xuống phải không? Nhưng chỉ có ba người đứng như cây trụ dựng lên nó. Đó là ba bạn của Daniel, amen. Và sự thử thách là gì? Đó là ba ông bắt đầu bị quăng vào lò lửa phải không? Anh em ngày hôm nay có rất nhiều con cái Chúa không chịu sự thử thách nổi. Đứng trước cái tượng ma môn. Ma môn là gì nào nhã ca? Vâng, tiền bạc. Đứng trước cái tượng tiền bạc. Đứng trước ngọn núi tiền bạc. Đứng trước nhu cầu của cuộc sống tiền bạc. Rất nhiều con cái Chúa dễ dàng quỳ xuống bằng đủ mọi cách để có tiền. Qua lô đề, qua mua vé số rồi còn ép trong cuốn kinh thánh. Ép ở đâu? Thi Thiên 23 câu 1. Ép ở đó, Đức Chúa Trời đã chăn giữ tôi sẽ chẳng thi thôn gì. Chúa cho con may mắn để ngày mai con cũng độc đắc nha Chúa. Con mua đất, con buôn bán bất động sản để con soạn luôn Chúa ơi. Để con bất động rồi con soạn đi đến cái chỗ chết luôn Chúa ơi. Có nhiều người đã quỳ xuống trước nhu cầu cuộc sống của chính mình bằng việc lô đề, cờ bạc, nói dối, làm những điều gian dạo. Anh có biết rằng tôi đã làm chứng cho một số anh em trước khi tôi đi miền Trung. Trong 10 ngày tôi không có một đồng nào trong túi cả.
nên đừng có nghĩ tôi làm chứng để bảo Huyền và chồng Huyền dặn dò mục sư nha, không có. 10 ngày vợ chồng chúng tôi không có một cắt nào trong túi. Xe của tôi đến ngày bảo dưỡng, có nhiều con cá chúa thấy một sư sĩ mà nhưng có xe, xe hơi. Ông giàu lắm rồi đó, lúc nào chắc ông cũng nhiều tiền lắm. Nhưng mà xin thưa rằng tôi đã chọn con đường đức tin rồi, và con đường đức tin là con đường thử thách. Amen. Tôi bị thử thách đó nè. Chuẩn bị đi miền Trung, tôi không có tiền. Tôi là một sư tổng quản nhiệm của giáo hội phong toàn tại Việt Nam. Tôi được quyền nói ban điều hành rằng tôi chuẩn bị đi miền Trung. Và xin chi tiền xăng cho tôi đi. Nhưng tôi không làm điều đó, bởi vì tôi biết rằng giáo hội cần tiền. Và lúc nào tôi cũng vậy. Tôi bằng đức tin và cầu nguyện với Chúa của tôi. 10 ngày dài đằng đẵng như vậy. Xe của tôi đến hàng bảo dưỡng, trung tâm bảo dưỡng ở dưới chân thành, nhắn tin: xin mời anh Ngô Tấn Sĩ đem xe đi bảo dưỡng. Tôi định nhắn lại cho họ rằng tiền đâu mà đi bảo dưỡng. Và yên lặng. Một ngày qua ngày có nhắn tin: mời anh Ngô Tấn Sĩ đăng ký trước một ngày để mà bảo dưỡng xe. Tôi định nhắn tin lại. Và tôi nói trong bụng của tôi rằng nếu có tiền đi liền, không cần đăng ký trước ngày đâu. Qua ngày hôm sau gọi điện thoại: xin mời anh Ngô Tấn Sĩ đem xe đi bảo dưỡng, chạy hết km rồi. Tôi định trả lời họ: tiền đâu? Tôi định bắt chiếc xe tú. Đầu tiên tôi nói anh nghe điều này nè, đầu tiên là tiền đâu. 10 ngày đằng đẵng. Mà một buổi chiều nọ tôi cầu nguyện với Chúa trong phòng của tôi. Tôi cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài gửi tiền đến cho con, tiền từ ngân hàng của Ngài. Con tìm kiếm Ngài, con kêu xin Ngài, và con trình bày nhu cầu con trước mặt Ngài. Và tôi thờ phượng Chúa. Tôi thờ phượng Chúa xong, một tin nhắn gửi đến: dạ, xin Thầy cho em số tài khoản. Ồ, tôi muốn rụng rời tay chân luôn, vì chỉ mới đầy 5 phút thôi. 10 ngày qua, anh em biết rằng có nhiều khi Chúa thử thách chúng ta gì? Chúa muốn thấy đức tin của chúng ta đọc phục Chúa hoàn toàn. Amen. Chúa thấy tôi 10 ngày rồi, nếu 9 ngày rồi, cái tôi điện cho cô: tiền, tiền ở tiền, tiền ở tiền, con là tiền hay là con là tiền? Bây giờ bố túng thiếu quá, bố gọi tên con là tiền thành tiền, mắt con đừng có chặn bố nha. Tiền ở tiền, con cho bố phải mấy triệu, bố đi bổ dưỡng xe con ơi. Tiền ở tiền. Tôi không làm điều đó. Tôi không làm điều đó. Chúa nhìn thấy tôi. Đến ngày thứ 10, anh em có nhiều con cá chúa đã bị rớt ở điểm này. Đó là Chúa đưa ra cái ngày hạn thử thách cho Hòa. 2 năm nữa mới đám cưới. Không, hallelujah. Mẹ ơi, sao con buồn quá vậy con Vi? Khóc. Chú định ra không phải ngày 2/9 đâu. 2/9 năm nào? 2026 hay là 2027? Nhưng mình 10 ngày, chú định cho tôi 10 ngày. Cái bài tập thử thách đó là 10 ngày. Amen. Nhưng mà tôi mới có 7 ngày tôi cầm cự hết nổi rồi. Gọi điện thoại: hô hòa, mới để dành tiền, mới mua nhẫn cưới, mới cho tao mượn, có tiền ta thỏa lại cho. Anh em theo Chúa, theo anh em Chúa buồn hay Chúa vui? Chúa rất là buồn vì Chúa thấy tôi không chịu được 10 ngày. Cho tôi nghe chị amen. Chúa thấy tôi không chịu được 10 ngày. Có thể 1 ngày là đi vay tiền người khác, có thể 3 ngày đi vay tiền người khác, có thể 5 ngày, 9 ngày đi vay tiền người khác. Amen. Và Chúa nói gì? Ta tiếc cho con quá sĩ ơi, ước gì con chịu đựng đến ngày thứ 10, con sẽ thấy phép lạ của ta xảy ra. Amen. Và anh biết gì không? Như tôi nói, đến ngày thứ 10, vào buổi chiều của ngày thứ 10, 4-5 giờ chiều tôi ngồi tôi cầu nguyện với Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi nhận. Chiều hôm sau, Chúa lại gọi đến nữa. Tôi tiếp tục nhận. Amen. Amen. Trên đường tôi đi bảo dưỡng xe, có thể hơn. Tôi lại nhận được số tiền để mua được cái bánh xe làm xe cua nữa. 2 triệu mấy tiền nữa. Và rồi sau đó tôi nhận được 10 triệu mấy nữa
để tôi đi về miền Trung. Anh em thấy Chúa ban thưởng không? Chúa ban thưởng không? Hebrew đoạn 11 câu số mấy? Anh em đã học thuộc rồi. Vả không có đức tin thì chẳng có thể nào ở cho đẹp mẹ dung hay là Đức Chúa Trời. Hả? Nếu con nói mẹ dung là mẹ dung là Đức Chúa Trời mẹ đó, vậy là con theo tòa vô. Anh em, vả không có đức tin thì chẳng có thể nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì kẻ đi gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay ban thưởng, và Ngài là đấng hay. Tôi thích, khoan đã, tôi thích cái chữ hay này. Hay có nghĩa là gì? Thường xuyên. Cho tôi nghe chị amen. Hay, tôi khoái Chúa chỗ này. Và tôi thấy Chúa đang cười với tôi. Chúa dễ thương không các bạn? Chúa của chúng ta dễ thương lắm. Chúa thấy tôi 10 ngày, chứ đến ngày 11 là chết. Và Chúa đưa ra bài tập đến 10 ngày. Thử sức chịu đựng của tôi 10 ngày. Amen. Tôi không hề nói cho một ai biết nhu cầu của tôi. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã cho chúng tôi có tài chính để giúp đỡ nhà tôi những ngày tôi đi công tác, để tôi đổ xăng. Amen. Amen. Và tôi còn về phụ giúp cho ba má tuổi già, 97 tuổi rồi. Và lòng của tôi vui mừng lắm. Lòng của tôi vui mừng vì có Đức Chúa Trời luôn luôn cần thử thách đức tin của thầy sở. Ngài cần thử thách đức tin của nhà ca. Ngài cần thử thách đức tin của mẹ Thiên Ngân. Ngài cần thử thách đức tin của cô Hoa, vợ chồng Huyền. Ngài cần thử thách đức tin của Hải. Đức tin đủ mạnh mới lên An Khương được. Đức tin đủ mạnh thì 2 năm sau đám cưới là đẹp nhất. Ngó cười mấy con. Nụ cười đó diễn tả cái gì? Con không muốn đâu. Anh em yêu của tôi thật sự rất là được khích lệ với những điều gì Chúa đang nói với tôi, với hội thánh. Amen. Đức tin cần phải có sự thử thách. Anh em biết, để biết vàng giả vàng thật, người ta phải đi qua lửa đúng không ạ? Amen. Biết vàng giả vàng thật, đi qua lửa biết à? Vàng giả nó chạy thuộc luộc cho, vàng thật nó còn ở đó. Amen. Cũng một cái đó, để biết người theo Chúa thật, người theo Chúa giả, đó là nhìn thấy họ đi qua nan đề như thế nào. Alo. Hội thánh có nghe tôi nói không? Hội thánh có nghe tôi nói không? Để biết người theo Chúa thật hay người theo Chúa giả, không cần gì đó, cứ nhìn, đó là họ đi qua nan đề như thế nào. Amen. Họ đi qua bằng đức tin hay họ đi qua bằng sự vay mượn? Hai lĩnh vực này khác nhau. Amen. Và anh biết gì? Chúa nói dù đức tin của anh em bị thử thách, dường như đi qua lửa vậy đó. Amen. Điều này cho biết rằng đức tin quý hơn vàng nữa nè. Đức tin mà Chúa ban cho tôi, Chúa ban cho hội thánh của Ngài, Chúa ban cho tôi con cái của Chúa, nó quý hơn cả vàng, nó quý hơn bất cứ điều gì của trần gian này. Cho tôi nghe chị amen. Nó quý lắm, bởi vì đức tin khiến Chúa làm ơn. Cho tôi nghe chị amen. Đức tin khiến Chúa làm ơn. Anh biết gì? Khi tôi ngợi khen thờ phượng Chúa, tôi cũng tin đó là tôi đang ngợi khen một Đức Chúa Trời đang sống. Và tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang dòm tôi, cách của tôi, thái độ lòng của tôi ngợi khen thờ phượng Ngài có bằng môi miệng hay là bằng đức tin trong lòng của tôi. Cho tôi nghe chữ amen. Và khi Chúa nhìn thấy đức tin bằng ngợi khen thờ phượng của tôi, Chúa vẫn đáp lời cầu xin của tôi. Hallelujah. Amen. Tôi đã viết cái bài đó là Chúa không từ chối điều gì môi của tôi cầu xin. Chúa ban điều lòng của tôi ao ước. Tôi viết bài hát đó trong dịp Giáng sinh cách đây mười mấy năm về trước. Khi trung tâm còn thô sơ, công việc của nhà Chúa tại đây còn rất là thô sơ. Chưa có điện. Mà tôi đã cầu xin Chúa. Và
Bài tao, chúng ta biết gì không? Tôi cầu nguyện và thờ phượng Chúa bài hát mới. Ta đã ban cho con mọi điều con cầu xin. Và khi tôi hát bài hát mới đó, đúng 3 ngày sau, Chúa dùng chỉ một người tại Việt Nam thôi. Mục sư, tôi muốn chúc phước cho công việc của nhà Chúa trong dịp Giáng sinh này. Mục sư, cho tôi biết mục sư đang ở đâu. Tôi nói gì chị? Tôi đang thích cái câu chuyện này, bởi vì chúng tôi đang cầu nguyện mua một dàn âm thanh. Và bây giờ chị dâng hiến, tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn chị nha. Xin Chúa ban phước cho chị. Và chị dâng đúng số tiền mà công việc của nhà Chúa cần mua dàn âm thanh đó. Amen. Cả tiền xe tôi chở từ Sài Gòn lên đây phục vụ đúng mùa Giáng sinh. Amen. Tại sao tôi chia sẻ người này? Bởi vì có nhiều người chỉ thờ phượng Chúa bằng đầu môi chốt lưỡi. Dân này lấy mô miếng mà tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự thờ phượng chúng nó là vô ích vì do con người bày ra hay là lập ra. Hầu thánh Chúa, chúng ta đi tiếp. Chúng ta sẵn sàng đi tiếp không? Đi tiếp rồi chúng ta cầu nguyện. Phi-rơ là một con người đã từng mất đức tin. Phi-rơ là từng có người thiếu đức tin. Phi-rơ đã là một con người không có đức tin. Sau khi ông ăn năn, ông được Chúa phục hồi, ông được tính của Chúa viết ra những lỗ hổng của chức vụ của ông ấy nè. Hallelujah. Để rồi mở buộc chúng ta làm hành trang cho chính đời sống của mình. Chúng ta còn sống, còn sống ngày này là chúng ta phải sử dụng bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy. Cho tôi nghe chứ, amen. Bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Và anh có thấy câu bài là gì? Cầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa. Nhưng sau khi đi qua được sự thử thách đức tin đó thì người đó sanh ra ngợi khen. Một sự ngợi khen thật, cho tôi nghe chứ, amen. Một lời làm chứng thật, cho tôi nghe chứ, amen. Một sự tốt trong vinh hiển cho Chúa Jesus Christ thật, cho tôi nghe chữ amen. Em vì cái đó mà tôi rất là thích nghe những người vượt qua sự thử thách làm chứng. Tôi rất thích những người họ đã bước qua sự thách thức tin, họ nhận sự chữa lành, họ nhận sự giải cứu. Có nhiều người mất 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng họ mới nhận được sự giải cứu và được sự chữa lành. Amen. Và Chúa đòi hỏi đức tin của họ như thế nào. Và tôi thích nghe những cái lời làm chứng như vậy. Tôi có đăng lên bài trên trang Facebook của tôi vừa rồi, cái câu chuyện đó là người từ xứ xa trở về. Một người, chúng ta cần coi cái clip đó, nhưng tôi muốn làm chứng lại một chút. Đó là người này sinh ra lớn lên ở tại Chicago. Ba mẹ của người anh em này là người Đài Loan và sang sinh sống ở tại Chicago. Và họ, ba mẹ của người trai trẻ này là một người có học, một người nghiên cứu, nhưng sau đó là tin nhận Chúa Giêsu. Và cậu bé này từ nhỏ lớn lên có nhiều hoài bão. Nhưng có một điều mà người này đã giấu kín không cho ai biết, ba mẹ mình không biết, bản thân mình không biết, bà con mình không biết. Đó là sự đồng tính, người đồng tính ở trong cuộc đời của mình. Và ta biết gì không? Người này học vào nha khoa, bên Mỹ mà thi vào nha khoa không có chuyện đơn giản. Người này thi vào trường đại học nha khoa, chuẩn bị tốt nghiệp là bị trường đuổi vì buôn bán heroin và cần sa trong trường đại học. Và rồi gì? Cuộc đời của người đó bắt đầu buồn chán, bắt đầu là bộc bạch ra luôn, bắt đầu về nhà và nói với ba mẹ rằng con có cuộc sống riêng của con là người đồng tính, cha mẹ như là trời sụp đổ vậy đó. Buồn lắm, rất là buồn. Vì con của mình, họ là một cặp vợ chồng yêu kính Chúa, bây giờ con của mình là người đồng tính và là buôn bán ma túy, bị trường đuổi học. Và ta biết điều gì xảy ra? Người mẹ của người này đã đánh đổi với Chúa. Khi người này, thanh niên này đổi Chicago xuống Georgia, thành phố Atlanta, tiếp tục bán ma túy. Ba mẹ từ Chicago đi xuống để thăm con trai mình, con đứa con duy nhất, tặng cho con mình một cuốn kinh thánh. Đứa con về lịch sự nhận cuốn kinh thánh đó. Nhưng khi ba mẹ vừa quay lưng ra khỏi nhà thì người anh này đã cầm cuốn thánh và quăng vào sọt rác. Người mẹ về tiếp tục cầu nguyện với Chúa, lại Chúa, con bất lực rồi, nhưng bây giờ con đã cầu nguyện với Chúa nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm qua rồi. Bao nhiêu người thấy đức tin của người mẹ bị thử thách. Nhưng mà đức tin của người mẹ không hề chết.
không hề bỏ cuộc phẩm tích cầu nguyện. Và lời cầu nguyện cuối cùng của người mẹ đó gì? Lạy Chúa, xin Chúa làm cách nào đó tùy Ngài, miễn sao Ngài kéo con trai của con về với Ngài và về với vợ chồng con là con mừng rồi. Và mấy ngày sau khi lời cầu nguyện được dâng lên cho Chúa, người con trai đang ở tại Georgia buôn bán 65 kg cần sa. Sáng đó người đem ngay gõ cửa như thường lệ, gõ cửa thưởng bạn hàng đến mua cần sa, mừng lắm chạy ra mở cửa thì thấy ôi Chúa ơi, xong đời con rồi, đặc nhiệm cảnh sát súng ống. Thế là công tay vì bắt đầu bị bắt buôn bán cần sa, xử 6 năm. Và tao biết gì, con người này vào trong tù buồn chán lắm, cũng chưa được thay đổi. Một ngày kia bác sĩ đến nhờ người cảnh sát gọi anh xuống phòng y tế, và khi xuống phòng y tế thì cô bác sĩ ngồi viết cho anh một tờ giấy. Lúc đó tay của anh vẫn bị còng, chân của anh vẫn bị còng ngồi đó, đưa một tờ giấy đẩy của anh, hãy đọc đi. Và anh rụng rời tay chân. Anh không phải là một đứa con trai hoang đàng, anh không phải là một người đồng tính, mà bây giờ anh nhận một cái kết quả, đó là anh bị dương tính với HIV. Một lần nữa tất cả mọi cái sụp đổ xuống đối với anh. Và anh về phòng đó nè, anh chán chường. Anh nhìn vào bức tường, anh thấy cái dòng chữ viết ngoạch ngoạc: khi buồn chán, hãy đọc Jeremy 29 câu 11. Anh không biết Jeremy 29 câu 11 là gì. Mà trước đó mấy ngày anh buồn chán thì anh đi, anh đã từng quăng cái cuốn thánh vào sụp rác. Anh đang đi ở trong nhà tù đó, anh đi ngang qua cái thùng rác, anh nói ủa, cái thùng rác này có cái gì nó lạ lạ, quen quen vậy nè. Anh dừng lại, anh thấy cuốn kinh thánh của ai đó cũng quăng vào thùng rác. Anh nhặt cuốn kinh thánh về, anh nằm thì anh đọc: khi buồn chán, hãy đọc Jeremy 29 câu 11. Anh dỡ cuốn thánh nhặt được đó, anh đọc, thì nói là cuốn kinh thánh đó đã thay đổi cuộc đời của anh. Và ta biết gì, 6 năm tù giam, anh giảm xuống còn có 3 năm tù. Và anh đã báo tin cho ba mẹ biết rằng bây giờ con đã đầu phục Đấng Christ rồi, con tin nhận Chúa Jesus Christ của Chúa đời sống của mình rồi. Ba mẹ ơi, có trường kinh thánh nào không, ba mẹ gửi con vào trường đó đi. Cha mẹ rớt điện thoại lúc nào không hay luôn, vì hốt hoảng vì Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện theo cách của Ngài. Amen. Và bây giờ anh trở thành một mục sư, đi khắp nơi trên thế giới để nói về quyền năng biến đổi từ một người đồng tính nam. Bây giờ đã bỏ đồng tính đó và trở thành một người rất là đầy đức tin. Amen. Từ một người HIV bị vứt bỏ, bây giờ trở thành một con người ra nói về sự cứu chuộc bởi Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Từ một con người buôn bán ma túy, nghiện ngập ma túy, trở thành một con người đổi mới. Anh đi khắp mọi nơi thế giới để nói về lời chứng qua cuộc đời của anh. Tôi mượn điều này để kết thúc ba chia sẻ tôi hôm nay. Đức Chúa Trời làm cho người đó được. Mọi người tin rằng Đức Chúa Trời làm gì đó cho chúng ta được. Cái vấn đề là đức tin của chúng ta phải chịu thử thách. Anh em, vàng giả, vàng thật, với con mắt thường này chúng ta không thể biết được. Chúng ta cầm trên tay, chúng ta nắn nót nó, chúng ta cũng chẳng biết được vàng thật, vàng giả. Amen. Chúng ta ngửi, chúng ta cũng chẳng biết được đâu là vàng thật, vàng giả. Chỉ khi đi qua lửa. Cũng một thế đó, như người đến nhà thờ, nhưng lửa hoạn nạn, lửa thử thách, lửa nghịch cảnh, đó là cái lò thử nghiệm. Anh em hãy để cho Chúa thấy rằng mình là vàng thật. Đừng để Chúa thấy mình là mỹ ký. Biết mỹ ký không? Không biết mỹ ký mà lấy vợ mày. Mỹ ký là vòn giỏ. Ngày nay có nhiều người đeo vòn lắm, nhưng mà có chừng đeo vòn giỏ đó. Đây nè, biết đâu nữa. Ai đeo vòn? Nhỏ coi có đeo vòn không? Diệu Kỳ có đeo vòn không? Thầy Hưng có đeo vòn ở đó không? Hế? Nhưng cứ coi kỹ là coi như Mỹ ký là vàng, hay là vàng 18K, hay là vàng 198K. Anh em, có nhiều người thích đeo đồ nữ trang mà cho mọi người biết rằng mình là người giàu có, ra đồ mua mỹ ký, nhẫn, bông tai, lắc, dây chuyền, ô hầm hố lắm đeo vào. Nhưng đi qua lửa nó chảy trơn, nó xèo, nó loãng hết trơn ra và nó tiêu mất đi. Đức tin thật, đức tin giả, khi đi qua nghịch cảnh, thử thách, chúng ta tự biết mình là cơ đốc nhân thật hay cơ đốc nhân giả. Amen.
cuối cùng câu 9 đó là gì? Kết quả đó là gì anh em? Nhận được phần thưởng về đức tin anh em. Anh em, khi chúng ta còn có đức tin, Đức Chúa Trời còn có phần thưởng cho tôi và anh em. Amen. Amen. Anh em, những chàng trai, những cô gái chưa lập gia đình, nếu chúng ta còn có đức tin kính sợ Chúa, còn có đức tin biết rằng Ngài đấng đang sống trong chúng ta còn có đức tin trong sự nên thánh, chứ còn có đức tin trong sự hầu Đức Chúa Trời hết lòng. Chúa sẵn sàng, chúng ta không cần phải đi tìm. Amen. Chúa đã lo liệu và Ngài đưa đến người tốt nhất cho chúng ta. Amen. Nhận được phần thưởng về đức tin em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Anh em, vợ cũng cần, chồng cũng cần, nhà cửa cũng cần, đất đai ruộng vườn cũng cần, xe cộ phước thiện lại cũng cần, công việc làm ăn có tiền khá hơn cũng cần. Nhưng anh em, phần thưởng cuối cùng của đức tin đó là chúng ta được cứu. Hello. Chúng ta được cứu. Kết thúc với một câu chuyện nữa. Bao nhiêu người đã đọc 12 thám tử đi vào do thám xứ Canaan rồi? Bao nhiêu người đọc 12 thám tử đi rồi? 12 thám tử đi vào và trở về, 12 thám tử đều mạnh mẽ hết, phải không Huy? Tôi hỏi lại nè, 12 thám tử cùng vào do thám xứ Canaan, cũng giống như sáng nay có rất nhiều thám tử đi đến nhà thờ. 12 thám tử đi về, hết 10 người yếu đuối rồi, chỉ có 2 người mạnh mẽ. Có thể lắm, sáng nay tôi đến nhà thờ rất đông. Chúng ta đều nghe một sứ điệp. Amen. Amen. Giống như 12 thám tử đi vào Canaan, mắt họ nhìn thấy trái nho cỡ nào còn này như trái ổi rồi đó. Nho mà phải gánh, chứ họ không có bỏ được cái giỏ mà xách như các người nữ ngày hôm nay đủng đỉnh đi vào vườn nho đi. Họ phải gánh là nho nó tốt cỡ nào, thì đất rất là tốt. Amen. Nhưng mà chúng ta gì, họ về nói ngược hết tất cả những điều họ thấy. Amen. Hồi nào nó dân đó nó duyên vàng, dân đó nó to như thiên ân rồi nè, dân đó nó to lắm, nó to, nó cao, nó lớn, và họ như con voi, còn chúng tôi như con cào cào. Nên thấy họ hạ thấp giá trị họ. Và cuối cùng 90 người đó không bao giờ được phép vào Canaan này mấy, bởi vì họ không chịu thử thách đức tin nổi. Ba người thấy rằng có nhiều con có Chúa bỏ nhóm, bỏ Chúa luôn, vì họ không chịu được thử thách đức tin. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Amen. Trước khi chúng ta nghe những nan đề, nghe những thử thách của con cái Chúa trong hội thánh mà chúng ta đang phục vụ với nhau, hãy cầu nguyện để Chúa thêm sức cho anh em mình đủ năng lực để vượt qua được những thử thách đức tin đó. Amen. Để họ về đích như chúng ta, để họ hưởng lấy phước lành như tôi và anh em. Hallelujah. Anh em, tôi biết ai bỏ nhóm, tôi biết ai bỏ Chúa, không phải tình cờ đâu. Tôi biết trong cuộc sống đi theo Chúa, không ai lại không gặp những thử thách của đức tin. Chính tôi mà còn gặp mà, phải không ạ? Chính tôi còn gặp. Thì tôi nói anh em là không ai ngoại lệ đâu. Cho đến khi tôi gặp Chúa, tôi hết gặp thử thách đó thôi. Amen. Còn bao lâu tôi sống đất này, thì tôi còn phải đối diện với những thử thách đức tin đó. Khó khăn, nghịch cảnh, thiếu thốn. Amen. Đủ thứ mọi điều. Những ta cầu cho nhau, đó là chúng ta cần Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta vượt qua sự thử thách của đức tin. Đó như bài tập, bài thi kiểm tra cho tất cả chị. Amen. Chúng ta cần phải đổ về đức tin, để rồi cuối cùng chúng ta mới nhận được sự giải cứu cho linh hồn của tôi và anh em. Hallelujah. Xin mời Hội Thánh đồng đứng lên, bộ chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đức tin cần phải có sự thử thách. Tại sao? Bởi vì qua đó, qua những nghịch cảnh, qua những thử thách, qua những khó khăn trên con đường tôi và anh em đi theo Chúa, mới cho ta biết rằng chúng ta có đức tin thật hay đức tin giả. Chúng ta thật lòng với Chúa hay chúng ta chỉ tin Chúa trên đầu môi chuột lưỡi. Chúng ta là người theo Chúa thật hay là người theo Chúa chỉ vì những bởi tại vì gì đó
mà chúng ta tin Ngài. Hỡi anh em, hãy nhớ dùng cho. Không ai trong chúng ta ngoại lệ đâu. Ai tin Chúa thật thì người đó sẽ được Chúa thử nghiệm, thử thách qua những nghịch cảnh, qua những khó khăn, qua những thiếu thốn, qua kinh tế khó nghèo, qua bệnh tật chăng, qua những nan đề mà chúng ta không từng tưởng chừng không lối thoát được chăng. Hãy nhớ rằng đâu đó là những sự thử nghiệm, những bài tập mà tôi và em cần phải thi để có điểm đầu. Nếu không, tôi và em không thể bước vào thiên đàng được. Nếu không, tôi và em sẽ không nhận được sự chữa lành, không nhận được sự giải cứu, không nhận được sự biến đổi, không nhận được một điều gì từ nơi Chúa cả. Bởi vì chúng ta đã đánh mất đức tin. Và như tôi đã nói từ buổi giờ đầu của bài giảng, hễ chúng ta còn sống ngày nào thì ngày hôm đó chúng ta cần phải sống bởi đức tin. Trên đức tin rất quan trọng. Đức tin quý hơn vàng hay hơn á. Đức tin quý hơn châu ngọc. Đức tin quý hơn bất cứ điều gì. Anh em ơi, hãy cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta xem lại đó là mình có tỉnh thức để biết rằng những nghịch cảnh đang xảy ra, những sự thiếu thốn đang xảy ra, những sự tranh chiến đang xảy ra, nó có phải là sự thử thách, thử nghiệm của Chúa Trời đem đến để thử đức tin của một chúng ta không? Cho nên hãy chuẩn bị tâm lòng của chúng ta, hãy cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ ta vượt qua cái bài tập này bằng sự đầu phục Chúa, bằng sự tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời cho chính đời sống của mình. Để rồi cuối cùng Chúa mỉm cười và Chúa nói gì? Con là một đầy tớ thật của ta, con là người có đức tin thật, con đã khiến ta rung động, con đã khiến lòng của ta thu hút ta bằng đức tin thật của con. Những người đàn bà bị bệnh mất huyết, đức tin của bà bị thử thách ở giữa một đám đông, có thể hất hủi bà, có thể chửi bới bà, nhưng bà đã vượt lên trên đám đông và hướng tay của bà về phía trước. Bà có thể đang nằm lê dưới đất, bà có thể bị những bàn chân khác dẫm đạp lên, bà có thể bị những xin lỗi, những nước miếng của người khác nhổ lên cuộc đời của bà, nhưng bà không quan tâm những điều đó. Điều bà quan tâm đó là bà phải chạm đến trong áo của Chúa. Và bà đã vượt qua sự thử thách đó và bà đã được chữa lành ngay lập tức. Anh em, việc đó hãy chuẩn bị để đón nhận sự thử thách đức tin này. Hallelujah. Xin Chúa giúp cho mỗi một chúng ta hôm nay, những lời của Chúa đâm rễ, người cuộc đời của chúng ta đâm rễ lập nền theo lời của Chúa, những lời của Chúa sau này gieo vào mảnh đất tốt để mỗi một chúng ta trở nên có kết quả, cuộc đời ta trở thành những chứng nhân cho phúc âm về đức tin. Anh em, chúng ta cầu nguyện để Chúa cho mỗi một chúng ta biết giữ đức tin mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa đã gieo vào chúng ta lượng đức tin và chúng ta biết trân quý lượng đức tin đó. Hallelujah. Chúng ta cùng hiệp một người con rể là chồng của Huyền, con rể của cô Hoa, thay mặt chúng ta dâng lời cầu nguyện cho sứ điệp này. Nguyện lời của Chúa được gieo, được trồng, được đụng chạm đến đời sống của một chúng ta hôm nay. Một chúng ta hãy thành kính hiệp một với con rể của cô Hoa là chồng của Huyền, thay mặt chúng ta dâng lời cầu nguyện cho sứ điệp này. Hallelujah. 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 Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cha ơi, một buổi sáng thật là tốt lành Ngài cho chúng con đến đây để thờ phượng Ngài. Cha ơi, yes, hallelujah. Cha ơi, ôi Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài qua lời của Ngài buổi sáng nay. Chúa ơi, Ngài dùng tôi tớ của Ngài để chia sẻ, Chúa ơi, lệ thực và tình yêu của Ngài. Chúa ơi, để chúng con biết, Chúa ơi, con cầu xin Ngài. Cha ơi, xin Cha tha thứ chúng con. Chúa ơi, những ngày tháng vừa qua, Chúa ơi, chúng con có những lời ăn tiếng nói, những suy nghĩ, những cử chỉ, những việc làm, Chúa ơi, khi Ngài buồn lòng, con cầu xin Ngài. Cha ơi, xin Cha tha thứ trong con. Chúa ơi, con cầu xin Ngài ngay giờ này. Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài đã dạy đôi hơn nhiều trong con. Chúa ơi, tấm lòng trong con cầu xin Ngài. Cha ơi, xin phù cương nguồn lời của Ngài. Chúa ơi, bấm rễ trong đời sống trong con, lòng trong con. Ôi Cha ơi, để tâm trí trong con nhớ lại. Chúa ơi, ôi những lời Ngài phán với trong con. Chúa ơi, con cầu xin Ngài. Chúa ơi, nguồn lượng của Ngài tuôn đổ trong nhiều lượng trong con. Con cầu xin Ngài. Cha ơi, xin Cha sức giàu, sức giàu, sức giàu. Chúa ơi,
Ôi trong đội một chúng con ngay giờ này con cầu xin Ngài cha ơi. Hallelujah Chúa ơi. Con cầu xin Ngài Chúa ơi. Xin Chúa cho chúng con có một đời sống sống kính sợ Ngài Chúa ơi. Và làm theo ý muốn của Ngài con cầu xin Ngài cha ơi. Hallelujah Chúa ơi. Con cầu xin Ngài Chúa ơi. Ôi cha ơi. Ôi cha ơi ngay giờ này Chúa ơi. Xin cha Chúa cho chúng con khao khát Ngài Chúa ơi. Như nay kia khao khát một dòng nữa mong ngày xin Ngài cha ơi. Ôi hallelujah Chúa ơi. Ôi Chúa ơi và giờ này chúng con vẫn đều sống chúng con lên cho Ngài Chúa ơi. Xin cha ơi cùng chúng con bảo vệ chúng con cầu xin Ngài cha ơi. Ôi chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã nghe đã nhận lời cầu nguyện chúng con Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài cha ơi. Ôi và giờ này chúng con vẫn đều sống chúng con lên cho Ngài và chúng con thành tâm một tí cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus. Amen. Chúng con thích thật đúng và mọi nghĩa thay mặt chúng ta những lời cầu nguyện. Tiếp tục để lời của Chúa hôm nay tỉnh thức mỗi một chúng ta như lời bài hát mới tôi hát. Xin phục hưng đức tin trong chúng con. Thưa Cha là Đức Chúa Trời của chúng con, đấng mà chúng con hết lòng để mà ngợi khen thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa đến với chúng con trong buổi sáng ngày hôm nay, dạy dỗ cho chúng con về đức tin. Lời Ngài cũng nói rằng bởi ân điển và đức tin mà linh hồn của chúng con nhận được sự cứu rỗi. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con và chúng con cần đức tin để bước đi với Ngài. Lạy Chúa, người ngoài kia họ sống bởi những điều họ thấy, nhưng mà chính chúng con không tin vào những điều đó, nhưng mà chúng con bước đi bởi đức tin với Ngài. Mỗi một ngày giúp cho chúng con dù trong nan đề, dù trong nghịch cảnh, dù trong thiếu thốn, chúng con không nhìn vào những điều đó, nhưng chúng con luôn luôn Chúa ơi tập chú về đấng là cội rễ và cuối cùng của đức tin là Chúa Jesus Christ của chúng con. Chúng con có sự trông cậy ở nơi Ngài, ở trong Ngài. Chúa ơi, chúng con có đức tin trong chúng con. Một gia tài không hề hư nát, không hề ô uế. Đó là Chúa, cơ nghiệp của chúng con được giấu trong các tầng trời. Lạy Chúa, xin bởi đức tin mà chúng con mở được phần cơ nghiệp này ra để đón nhận. Chúa, chúng con biết rằng Ngài có một chương trình rất tốt lành. Ý tưởng của Ngài là bình an đối với mọi một chúng con. Nhưng mà để mở được điều đó ra, xin cho chúng con có đức tin để dù trong bất cứ lúc nào, Chúa, chúng con cũng vững tin ở đây Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin tiếp tục dạy dỗ chúng con về lẽ thật vỡ lòng để mọi một chúng con ai bước đi với Chúa cũng đều có đức tin. Xin giúp chúng con tra xét mỗi một ngày chúng con đang làm việc trong đức tin, chúng con đang suy nghĩ trong đức tin, chúng con có đang hành động trong đức tin hay không, hay là Chúa chúng con cứ theo thói quen của mình. Là Chúa chúng con cũng cầu nguyện phép lạ của Ngài. Chúng con biết đức tin của chúng con đang đặt nhiều ở nơi đấng nào. Lạy Chúa, xin Ngài bày tỏ Ngài là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Đừng để chúng con giới hạn Ngài bởi những điều mà chúng con suy nghĩ. Đừng để chúng con giới hạn Chúa của chúng con, nhưng hãy cho chúng con biết được Chúa của chúng con là Chúa trên muôn Chúa và vua trên muôn vua, đấng có quyền làm mọi sự đều thành được. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin tiếp tục ấn chứng điều này vào trong mọi tấm lòng của chúng con. Chúng con tiếp tục vững tin, chúng con tiếp tục tin cậy và bước đi cùng với Ngài dù trong hoàn nghịch cảnh thử thách. Amen. Chúng con cũng không đánh mất đức tin của chính mình. Lạy Chúa, chúng con phải chịu khổ cùng với Ngài khi còn trong thân thể này để chúng con chờ đợi sự vinh hiển hầu đến sẽ đến với mỗi một chúng con. Chúa ơi, thử thách trăm bề mà chúng con thọt chịu đây sẽ là Chúa sự thử luyện cho mỗi chúng con để đức tin chúng con sinh ra quý hơn vàng. Thì thử lửa chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng trình thì giờ tiếp tế đời sống của chúng con, đức tin của chúng con lên trong sự tể trị của Ngài và chúng con hiệp một trong sự cầu nguyện. Hallelujah. Shakaramakarabakos. Hallelujah. Cha, giờ này một lần nữa con cầu nguyện. Ngài đã sai khiến lời của Ngài được rao giảng ra cho những mảnh đất lòng đang ở đây và những mảnh đất lòng trên đường truyền internet. Cha ơi, xin cho một chúng con ý thức về tầm quan trọng của đức tin. Một con ý thức đến mức độ hệ chúng con còn sống một giây thì xin cho chúng con có đức tin một giây để chúng con được cứu. Chúa ơi, hỡi Chúa, đừng để chúng con khinh lơ, đừng để chúng con xem thường đức tin mà Cha đã phú cho chúng con. Nhưng trong một chúng con sáng nay
biết tôn trọng, biết quý mến đức tin mà Cha đã ban cho mỗi một chúng con. Xin cho chúng con biết vun trồng, cho chúng con biết chăm sóc đức tin của Đức Chúa Trời ở trong chúng con, để mỗi ngày chúng con thấy những ngọn núi của năng đề bị dời đi. Chúa, tại sao những ngọn núi của năng đề vẫn còn? Đó vì cớ chúng con không có đức tin đến Đức Chúa Trời, và chúng con chưa từng bảo đó phải dời đi. Và ngay giờ này con có đức tin đến Đức Chúa Trời, và con bảo hòn núi đó là những bệnh tật trên vợ của con, giờ này Chúa ơi, nó phải dời đi ra khỏi thân thể của vợ ta ngay giờ này, trong danh Chúa Giêsu. Huyết áp, mất ngủ, chân tay yếu đi, ta rủa xa các ơi, và ta bảo những hòn núi này phải cất lên và đi ra khỏi vợ của ta là cô Quý Bình Nam Phương ngay giờ này, trong danh Chúa Giêsu Christ ở Nazareth. Và ta cũng nói với hòn núi bình tất của thầy Nguyễn Thành Hiển, mất và khác, ta tiếp tục công bố rằng những hòn núi này hãy cất lên và dời ra khỏi thân thể của tôi tới ngày ngay giờ này, trong danh của Chúa Giêsu Christ ngựa Nazareth. Ta cũng nói bệnh viêm phổi, viêm phế quản, hãy cất lên và ra khỏi thân thể của Phát ngay giờ này, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Ta cũng nói với bệnh đau đầu, choáng váng vì thay đổi pháp đồ của Huy, hãy ra khỏi thân thể con người này ngay giờ này, trong danh Chúa Giêsu. Và ta nói tất cả mọi uế linh đến bình phật đến dân sự của Đức Chúa Trời, hãy đi ra ngay giờ này, trong danh quyền năng của Chúa Thế Giêsu. Ta cũng nói với những sự đau đớn trên người em chúng ta là Hải đang nằm tại bệnh viện quận 9, những khối u đó hãy cất lên và ra khỏi thân thể anh em của ta, trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Hallelujah. Giêsu ơi, Giêsu ơi, Ngài đấng y nguyên, Ngài không hề thay đổi. Hallelujah, con cảm ơn à. Và con cũng ra lệnh cho những hòn núi về thu thốn tài chính trên dân sự của Chúa Trời ở tại nơi chỗ này ngay giờ đây, hãy cất lên và ra khỏi đời sống của con dân Chúa. Và con công bố tài chính từ Chúa Trời đến kịp lúc với họ. Con nói sự thử thách về đức tin sẽ không làm cho con lùi bước, nhưng chúng con sẽ nhận lấy sức mới của Chúa để bước lên và tiếp tục đi tới, để chúng con nhận được phần thưởng từ Đức Chúa Trời đấng tôn trọng đức tin của một chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con không ngã quỵ nữa trước những thử thách của đức tin. Xin cho chúng con không rơi vào trước cám dỗ nữa. Xin Chúa cho chúng con vững bước và bước đi bởi đức tin mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Ngài. Còn như anh Chúa Giêsu, người ở Nazareth, đấng đã được sức dầu, Ngài đã trở nên của tế lễ trọn vẹn nhất, và qua Ngài mà lời cầu nguyện chúc phước của con giờ này trên dân sự của Chúa được nhậm, và lời cầu nguyện của con truyền lệnh cho những hòn núi về bình tật, cho nhà con, cho học trò của con cũng được ứng nghiệm vì cái danh của Chúa Giêsu. Con nguyện xin ân sủng đến bởi Chúa Thế Giêsu, tình yêu mặc dầu đến bởi Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, và sự thông công của một Đức Thánh Linh kỳ diệu, một người bạn rất tuyệt vời của chúng con, từ nay đến trên hội thánh của Chúa, mỗi ngày, từng giây, từng phút. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Lời của Ngài là lời quyền năng, lời của Ngài còn đến đời đời, lời của Ngài thật là tốt lành cho mỗi một chúng ta hôm nay. Amen. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.